Vâng, Thiên Nguyễn Audio Hải Dương xin chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio vô cùng huyền thoại đến từ tập đoàn Crown. Con này là một trong những dòng đài cực cổ và điều đặc biệt là em là chạy 4 quả pin đại các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác đây là con đài Crown các bác nhé. Em này có cái hình thức rất là đẹp, rất là cân đối và điều đặc biệt là có cái màu xanh ngọc rất là bắt mắt luôn. Và em này thì cực cổ nhưng được cái là còn rất mới các bác nhé, còn rất là mới. Đây, tôi sẽ quay rất là cận cảnh để các bác để ý tinh. Crown. Con này sử dụng hai băng sóng, đó là băng sóng chung và băng sóng ngắn. Băng sóng ngắn thì nhiều các bác là có thể bắt được cái các cái đài BBC. Rất nhiều các bác thích những dòng băng sóng ngắn. Có khoảng độ 49, 31, 35 m, 25 m là những cái dòng này có thể bắt được các đài BBC hoặc đài La Mã các bác nhé. Đây trước mắt các bác là đây con đài Crown. Sẽ quay rất cận cảnh để các bác để ý tinh. Em là trong tình trạng rất là đẹp. Con này điều đặc biệt là không phải cắm điện như một số con khác. Và con này nó là chạy pin luôn các bác nhé. Chạy pin luôn. Đó là điều rất đặc biệt luôn. Đây tôi sẽ tiến hành mở qua cái phần ruột của nó để các bác để ý tinh. Đây con này nó còn hai cái ốc zin của nó này, các bác thử được vặn ra. Đây là hai cái ốc zin của nó. Con này giữ được còn cực kỳ mới các bác nhé. Tất cả các cái phần gỗ của nó này các bác nhìn tinh này, không có chỗ nào bị xấp xước hay gì đó. Và tất cả các cái vị trí bên trên này không có chỗ nào bị chảy xước nữa các bác nhé, rất đẹp luôn. Đấy, 360 độ luôn các bác để ý tinh nhé, tôi quay rất là đẹp, rất là cận cảnh luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, tôi sẽ cho các bác xem cái phần ruột của nó đây. Vâng. Đây là cái phần ruột của nó các bác nhé. Con này sử dụng 4 quả pin đại. Đấy, 4 quả pin đại. Ống pin là zin của nó các bác nhé. Đây vẫn còn zin của nó luôn. Đấy, 4 quả pin đại. Các bác có thể là sử dụng rất là tiện dụng luôn. Con này đặc biệt là sử dụng tụ xoay không khí cho nên là siêu bền các bác nhé, siêu bền. Con này hệ thống công suất của nó cũng rất là khủng này các bác này, nó công suất có cả mát luôn. Đấy, rất là khủng, có cái nắp rất là to. Và điều đặc biệt là con này sử dụng loa thuyền các bác nhé, loa thuyền đây này. Đấy, loa thuyền cho nên là tiếng nó rất là hay. Đấy. Đây. Loa rất là to nhé. Và đây là các cái chi tiết thông số của máy các bác này. Đây là được để bên trong. Đó. Và gì Japan các bác nhé. Đến từ tập đoàn Crown các bác nhé. Và gì Japan. Các thông số nó có đủ hết luôn thôi nhé. Tất cả là tình trạng đẹp xuất sắc, chưa một cái chấm hàng luôn các bác nhé. Con này rất thích ứng cho các cụ tuổi mang ra ngoài để nghe, bởi vì nó tiếng rất là ấm áp trong trẻo. Rất ấm áp trong trẻo và điều biệt là rất tiện trong vấn đề các bác mua pin, vì con này sử dụng 4 quả pin là rất là dễ. Và cái vấn đề tháo ráp ra thì quá đơn giản luôn, nó có hai cái ốc vặn bằng tay, các bác chỉ việc vặn là phát là xong. Những cái dòng đài như này thì cái tiếng nó rất là hay, rất là ấm áp các bác nhé. Và con này nó một trong những con nó rất là cổ. Nó cổ luôn. Đây là các bác nhìn tinh cái chữ của nó này, nó còn hơi nhìn tinh ra được cái này, chữ của nó. Đấy, nó sử dụng hoàn toàn bằng chăn to các bác nhé. Trông rất giống con đài sử dụng bằng bóng điện tử. Trung tâm là một trong những đơn vị khá là lớn trong ngành điện máy các bác nhé. Cũng đã được Samsung ghi nhận là một trong những đại lý bạch kim lớn nhất của hệ thống Samsung toàn quốc, nằm trong top đại lý có doanh số lớn nhất trong hệ thống của Samsung các bác nhé. Cho nên là các bác mua hàng ở trung tâm thì rất là yên tâm, bởi vì đây là một trong những đơn vị rất là lớn, không riêng gì ngành audio và ngành điện máy cũng là một trong những top đầu của những ngành điện máy các bác nhé. Chính vì vậy là các bác khi các bác mua hàng thì các bác để ý tìm hiểu những đơn vị bán hàng.
Nhiều khi các bác mua những đơn vị nhỏ lẻ hoặc là các đơn vị người ta bán chập chật thì các bác sợ, các bác mua ở những đơn vị lớn thì các bác rất yên tâm luôn. Một là về tiêu chuẩn chất lượng, cái thứ hai là về vấn đề các bác chuyển tiền. Rất nhiều các bác chuyển tiền trước thì e ngại là vấn đề là hàng có chuyển tới nơi không. Nhưng xin thưa các bác rằng là gì? Ở những đơn vị bán nhỏ lẻ thì người ta làm chật chật thôi. Còn những cái đơn vị lớn thì các bác có thể search trên Google Maps và trên Zalo, Facebook cũng trên tất cả các nền tảng xã hội đều ra hết, thì những cái điều đó các bác cứ rất yên tâm luôn, các bác không phải đặt niềm tin ở trung tâm luôn. Tôi sẽ tiến hành test cái con này cho các bác nhé. Đây. Có thể rối loạn tiêu hóa, có thể lỏng, có thể táo và thậm chí nó có thể xen kẽ. Đại tiện thường phải là không có máu. Tính chất đại tiện thì người bệnh có thể dưới một cái yếu tố kích thích nào đó, ví dụ như chúng ta chỉ cần một yếu tố lạnh, căng thẳng, thậm chí chúng ta chỉ ăn một cái thức ăn làm cho người bệnh buồn đại tiện và thậm chí đi đại tiện ngay không đi, thì người bệnh không thể chịu được. Có thể có những cái cơn sôi bụng mà nó có liên quan tới một cái yếu tố bên ngoài thì thường chúng ta ngả về hội chứng ruột kích thích. Đối với những trường hợp về viêm đại tràng thì thường là gì, đau nó có tính chất cố định, đại tiện nó có thể kèm ra máu. Để phân biệt giữa gì hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng thì chúng ta bắt buộc phải nội soi đại trực tràng. Thế thì đối với hội chứng ruột kích thích thì chúng ta nội soi đại trực tràng là hoàn toàn không có tổn thương gì, và ngược lại là gì, nhóm viêm đại tràng khi soi vào chúng ta có thể thấy tổn thương. Con này bắt sóng rất tốt các bác nhé. Ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em, tổ chức 24 hoạt động trực tuyến với sự tham gia của 32.121 thiếu nhi tham gia. Tổ chức một hoạt động tuyên truyền mầm non có 53.287 thiếu nhi được tiếp cận. Tổ chức 9 hoạt động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em ở 9 huyện, thành phố với 4.569 thiếu nhi tham gia. Các hoạt động hè trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt luôn chú trọng công tác thực hiện các công trình, phần việc phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tiếng rất tốt các bác nhé. Con này bắt đài Bắc Kinh rất là tốt. Bắc Kinh bây giờ cũng phát cho bắt đài Bắc Kinh rất là tốt các bác nhé. Thừa hưởng lại, được thừa kế lại dược liệu rất là quý như là bạch chuột, bạch phục linh, và đặc biệt là gì, chúng ta đã có những cái bước kết hợp giữa hai nền y học hiện đại. Băng sóng này, đây là chuyển sang băng sóng này. Tức là chuyển sang băng sóng ngắn. Sóng ngắn thì chắc ban ngày thì nó hơi ít sóng. Để tôi thử cho các bạn. Để đăng ký tham gia chương trình cam kết, quý vị điện về tổng 1800 1506. Tổng mức bảo hiểm tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng và hỗ trợ người bệnh cùng đủ liệu trình từ 3 đến 5. Đã có thêm giảm lọ 80 viên, tiết kiệm đến 91.000 đồng so với 4 hộp loại 20 viên. Ok, con ngắt bắt bình thường các bác nhé, con ngắt nó bình thường luôn. Cái đồ bắt này nó ít sóng. Thường nó có sóng 31 này, 25 hay 31 này mà tối nó rất là có. Ok. Tôi đã thử xong cái phần sóng ngắn các bác nhé, chạy rất là tốt luôn. Vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ với biến khí hậu, sống chung với biến khí hậu. Ok rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Các bác để ý, con này là một trong những con còn rất là mới, và điều đặc biệt là con này sử dụng màu xanh ngọc, màu xanh ngọc các bác nhé. Tất cả các lúc đã của nó còn nguyên bản hết, kể cả từ cái lớp đệm của nó này các bác này, nó vẫn còn giữ nguyên được hết nhé các bác nhé. Đấy, cho nên con này là một trong những con rất là đẹp, rất đẹp, sử dụng hai băng sóng này các bác này, super này. Đấy, hai băng sóng.
Cho nên con này là một trong những con các bác có thể chơi để bàn, hoặc là các bác có thể là mang ra ngoài để chơi cũng rất là tiện luôn, rất là hay. Bởi vì con này hết sức là có hình thức rất là đẹp các bác nhé. Mà lại cơ bản nhất là những cái con này chạy pin. Thường thì rất ít là những cái dòng đài để bàn nhỏ như này là chạy pin, phần lớn là nó chạy bằng điện. Nhưng riêng con này là chạy bằng pin mà lại bốn quả pin pin đại các bác nhé. Cho nên hết sức là tiện nha các bác. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng. Đây là một trong những cái dòng khá là hiếm và khá là mới, trung tâm đã đấu giá về để phục vụ cho các bác. Thì các bác yên tâm là cái chất lượng cũng như cái độ đẹp của nó rất đẹp, thì trung tâm mới đấu giá về, chứ không bao giờ là những con nào mà nó có cái hình thức không đẹp mà trung tâm lại đấu giá về để phục vụ cho các bác sưu tầm. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác lưu ý là trung tâm có hai kênh, đó là kênh Thiên Nguyễn HD Radio Cassette và kênh Nguyễn Thiên HD Audio cổ xưa các bác nhé. Các bác lưu ý đăng ký vào hai kênh đó để xem là các video thường trực khi kênh đăng tải lên. Bởi vì các cái video đăng tải thường trực lên, nhiều các bác không đăng ký là có những cái sản phẩm là mình bị bỏ lỡ mất thì rất là tiếc. Bởi vì là có những sản phẩm các bác đang tìm, ví dụ như bây giờ đang có một bác đang dặn một số các cái đồ mình sưu tầm mình đang tìm, thì vừa rồi cũng gửi giá cho các bác cái xem, thì cái giá đấu giá nó rất là cao. Chính vì vậy mà có những thời điểm trung tâm bán rất là hợp lý về cái giá, thì các bác lưu ý nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.